hôm nay chúng ta sẽ học tiếp sang cái bài tường lửa tiếp theo. Chúng ta triển khai đầy đủ một cái màng LAN như trên màn hình mà các bạn đang thấy. Ở bài học trước chúng ta chỉ mới triển khai màng LAN với tường lửa hai chân, tức là chúng ta chỉ có một đường đi ra internet và một đường đi vào màng LAN. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp là ở trong cái màng LAN của chúng ta sẽ có hai lớp màng ở hai đường khác nhau. Một đường là 192.168.2.0 mà chúng ta đã làm ở bài trước, và hôm nay chúng ta sẽ thêm vào một cái lớp màng nữa là 192.168.3.0.24 như các bạn thấy ở trên. Và nhiệm vụ của chúng ta là làm sao cho cái đường màng này nó tắt máy ở trong lớp màng này có thể nối thông với lớp màng 192.168.2.0.24 và đồng thời nó có thể truy cập ra được internet thông qua cái phương pháp snap out của chúng ta, tức là snap chúng ta không sử dụng. Và như vậy thì rõ ràng các bạn thấy rằng ở máy router, máy firewall của chúng ta cần phải thêm một cạc màng nữa, và chúng ta sẽ thêm một cái cạc màng nữa bằng cách điều chỉnh cái cấu hình của máy, thêm một cái network adapter thì chúng ta sẽ cho nó là VM.3. Finish. Ok, và chúng ta sẽ bật máy này lên. Đồng thời chúng tôi cũng chuẩn bị một cái máy Windows XP nằm trong vùng kết nối màng LAN của chúng ta. Máy Windows XP này của chúng ta sẽ có địa chỉ IP được cấu hình như sau. Thứ nhất đó là địa chỉ IP của nó là 192.168.3.10 và gateway của nó là 192.168.3.1, tức là sắp tới chúng ta sẽ tiến hành thiết lập cái địa chỉ IP cho cái cặp màng thứ ba ở trên firewall của chúng ta, tức là cái Ethernet 2 nó sẽ có địa chỉ IP là 192.168.3.1, và đồng thời chúng ta cũng khai báo luôn cái DNS server cho cái đây. Vì ở đây chúng ta triển khai màng trong một cái lọc ví dụ chưa đầy đủ, chúng ta không triển khai chưa triển khai thì các cái dịch vụ DHCP phối hợp vào, cho nên chúng ta sẽ khai báo địa chỉ IP tỉnh đồng thời địa chỉ DNS vân vân để đảm bảo việc kết nối được thành công, để có thể đứng tại máy này vẫn có thể truy cập internet và truy cập vào các cái máy khác ở trong màng nội bộ. Máy tính của chúng ta sau khi đã máy firewall của chúng ta sau khi đã khởi động lại, chúng ta sẽ cho thao tác. Việc đầu tiên sau khi chúng ta thêm vào một cái bật máy lên đó là chúng ta sẽ cấu hình cái địa chỉ IP cho cái Ethernet của chúng ta vừa mới đưa vào, tức là cái Ethernet này như các bạn thấy ở trên màn hình, thì cái Ethernet 2 này chúng ta sẽ đặt địa chỉ IP là 192.168.3.1. Như vậy có rất là nhiều cách, một trong những cách thì chúng ta sẽ sử dụng nhầm lệnh. Đây chúng ta sẽ thay root protocol thành static thì chúng ta đặt địa chỉ IP tỉnh, và tiếp theo nữa chúng ta sẽ đặt cái IP address là 192.168.3.1 netmask bằng 255.255.255.0. Như vậy chúng ta escape và lưu lại việc tiếp theo là chúng ta phải khởi động lại các cái cặp màng này để đảm bảo cái việc thay đổi cấu hình của chúng ta đã hoàn tất. Service network restart
khi khởi động lại này thì chúng ta sẽ pin để xem thử các cái máy trong mạng 192.168.3.0 đã thông với nhau hay chưa, và đồng thời các cái máy trong mạng LAN đã thông với nhau hay chưa thì chúng ta sẽ tiến hành như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ pin đến máy XP 192.168.3.5. Chúng ta cần phải repair lại cái kết nối mạng để đảm bảo xem thử nó đã định hay chưa của chúng ta. Chúng ta kiểm tra lại thêm một lần nữa. Chúng ta đấy là đặt địa chỉ IP là 192.168.3.10. Như vậy thay vì pin tại 1.3 từ máy firewall pin đi thì chúng ta có thể pin từ ngay tại máy này. Chúng ta sẽ nối sang máy web server của chúng ta có địa chỉ IP là 192.168.2.5. Chúng ta sẽ ping ra xem thử qua lật mạng 2.5 đã thông hay chưa. Như các bạn thấy ở trên màn hình thì cả cái lật mạng ở bên trong cũng đã thông thông qua router rồi. Vấn đề bây giờ là chúng ta xem thử đứng tại cái máy USB này chúng ta có thể truy cập vào internet được hay không. Chúng ta sẽ vào trang google.com. Như các bạn thấy thì việc kết nối nó không được, không thể nối ra internet được, bởi vì một điều đơn giản đó là chúng ta chưa thực hành SNAP cho các cái máy tính ở cho các cái xuất phát từ cái lập mạng 192.168.3.0 đi ra internet thông qua cái Ethernet không. Hôm trước chúng ta làm là chỉ mới thực hiện SNAP từ cái lập mạng 192.168.2.0.4 đi ra internet mà thôi. Do đó bây giờ tại máy firewall chúng ta phải thực hiện SNAP thêm một lần nữa để cho các máy tính từ lập mạng 192.168.3.0 này có thể đi ra được internet. Như vậy chúng ta quay lại đây và chúng ta sẽ thực hành việc SNAP như sau. IP tables trừ VNAP trừ A post routing và trừ S, tức là từ cái nguồn của các địa chỉ IP xuất phát từ 192.168.3.0.24, tức là xuất phát từ cái lập mạng này thông qua các mạng S0 và có cái dạng target của nó là masquerade, tức là chúng ta đã thống nhất với nhau là trong bài lập này là cái đường kết nối internet của công ty sẽ mua ở dễ dàng thuê bao ADSL thì không phải là list line, nhưng chúng ta sử dụng masquerade. Và chúng ta kiểm tra lại một lần nữa và thấy rằng đấy cú pháp như thế này đã đúng rồi, chúng ta chỉ việc enter, sau đó chúng ta sẽ lưu cái lần này vào là script service IP table và save, sau đó chúng ta lại tải khởi động lại cái dịch vụ IP table. Như các bạn thấy thì quá trình này đã diễn ra xong xuôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang máy XP, tức là máy ở lập mạng thứ ba này, và chúng ta chỉ việc tiến hành kết nối lại. Và như các bạn thấy, sau khi chúng ta thực hiện SNAP xong thì cái việc truy cập vào internet từ lập mạng 192.168.3.0.24 đã được
thông qua mạng internet, và cái bài học về xây dựng tên lửa với SNAP theo đúng như mô hình của chúng ta đến đây là kết thúc.